Hôm nay trời lại mưa tiếp đây Lily. Để một cái cây này phantom to nhất luôn. Cho tắm mưa đã đời luôn. Chuẩn bị là sẽ thay chậu cho cây này, cho nó siêu khổng lồ luôn nha. This is super huge phantom, but it's less sun. I need to give it more sun. And this one also huge. Two of them super huge. And the top so huge. One head 13 inches. 13 inch luôn nè. Siêu bự luôn cái head này. But this one I chopped the head. Chopped the baby to propagate. And then it's draw all of the yellow one full very red. Wow. That's why I didn't cut the mother head. No full variegated. I give it more sun, it's more yellow and red color. I will give it more sun and change the big pot so you have a couple of them. Super huge. Hôm nay ngắm sen sau mưa với Lily à. Rất cần phải lấy mấy cái lá này ra nè, sau khi mưa mấy lá mà nó bị hư là phải lấy ra chứ không sẽ nó úng là nó lây nha. Need to remove some the old leaf, falling leaf like this so it's not become fungus and rot. Wow, after raining, so beautiful. Look at them. Oh my god. Pinchy and Meichi look similar. But Pinchy only Pinchy will have pink color in summer. But may she have dark color, deep dark color, burgundy color in summer. Wow, look at my voodoo. Quick up now. Woo, voodoo. Oh, of them so colorful and fresh. Wow, nhìn đã quá đi thôi. Mấy cái bé Chanel teacup. So nice. So amazing. Wow, không wish pick up also. Lux one. So beautiful, but this one have some broken. Broken here and broken there. Viva la sun. Wow, so nice. So nice. Hôm bữa héo queo đem ra phơi mưa cái tỉnh queo luôn à. Hết mưa rồi, tuần tới hết mưa rồi. Hôm nay mưa, ngày hôm qua không mưa, hôm kia mưa, ngày là hai ngày mưa cách nhau một ngày. Mà đi đi mấy cây cluster này vẫn cho tắm mưa nha. I put them in the rain for 2 days, but for the crest you don't put it in the rain. Chinchen. Charlie đi hay đọc chinchen nhưng mà đọc tiếng Anh nó là chinchen. Penguin. So beautiful. Đó, cho ra tắm mưa. Hôm qua là mấy đứa này được để ở trong mát.
để dưới cái tôn, cho nên ngày hôm qua là không có tắm mưa. Hôm kia không có tắm mưa, hôm qua đi dời nó ra cho nó tắm mưa. Không có mấy đứa này được dời ra. Đi nè. Cái này tắm mưa rồi, hôm qua dời vô rồi. Tắm liền cái này trực rửa trời mây luôn. Cây này bán rồi nhưng mà chị kia chưa có pick up. Để một thử một em pa này á, tắm mưa nè, hai lần luôn. Còn em này chưa tắm một ngày thôi, không cho tắm nhiều. Tắm nhiều bung không có đẹp. Với lại press nữa, phải giữ kỹ kỹ chút xíu. Nên đi ra tắm một lần thôi. Hôm qua, hôm trước tắm mưa rồi, hôm qua bỏ vô. Phải dọn lại, xếp tùm lum tới lả hết trơn luôn. Rồi mấy bé ở đây là hôm trước không có tắm mưa, ngày hôm qua đem ra là hôm nay được tắm mưa. Tắm mưa sẽ đẹp hơn rất là nhiều khi so với mình tưới nha. Không biết cái nước mưa nó có cái thần thánh gì. Nó làm cho cây mình đẹp ra hẳn luôn. Đây, cây Medusa này hôm qua cho tắm mưa. Hôm qua đem ra cho tắm mưa. Mấy cái press mà nó phải để rồi cũng cho tắm mưa được. Đó, em này cho tắm mưa hôm qua. Hôm nay hồi sáng này luôn. Em rest cho tắm mưa luôn. Em rest cái này đẹp quá. Mẹ cho tắm mưa 2 ngày. Ồ, hôm qua nói để bưng cây này vô mà quên nè, là tắm mưa 2 ngày nè. Đó. Đôi lúc mình cũng phải thử coi là nó có bị gì hay không. Cứ thử thôi. Cái siwi này á, là lúc mua Lily mua là một cái phâm nóng, cho nên nó úp lại. Bây giờ bắt đầu nó bung ra là nó có va bên trong này, từ từ nó cũng sẽ thành những cái siwi. Cái đợt rồi Lily mua về ở cái farm mà lạnh á thì nó không có ngủ nhiều cho nên nó đỏ hơn, nó vàng hơn. Mấy cây này từ từ nó cũng lên màu đẹp hết rồi. Đấy, cái này là của đợt trước. Cho nên nhiều cái nó khác cái thời tiết của mỗi cái farm á, là nó ra khác màu nha. Nó lúng một loại đây, đừng có nên đổi tên tụi nó. Còn này anh à. Anh à, hôm qua không có tắm mưa, hôm nay cho đi ra tắm mưa nè. Cái này ra tắm mưa. Wow, cái này so beautiful. So beautiful. Black King Kong. Cái này Red King Kong này đúng không? Cái sân Red King Kong. Black nó tròn hơn, cái này Red nó dài hơn. Nhưng mà mùa hè nó không có màu đâu, bây giờ bắt đầu lên màu này. Đẹp quá. Cái này có hấp mua. Nhìn cái khu tắm mưa này Vinci, cái này lên màu cũng đẹp lắm đó. Black Swakin quét up also beautiful. Big Bang so big luôn. Big so big. Yeah, nè. Đẹp quá đi thôi, mấy cục cưng ơi. Mấy cục cưng, đẹp tuyệt vời, đẹp tuyệt vời. Hôm nay dạo ngắm cây. Trời mưa thôi nha, sau mưa. Đó, mấy single head nó cũng bự quá trời luôn. Mấy bé này là khi sức lên thì dãy nhỏ đi cứ cắm đậy thôi đó, cắm thì tự học lên, nhưng mà cũng chết nhiều lắm nha, nó cũng bị úng nữa đó. Rồi nữa nè. Ừ, này chắc là tỉnh rồi. Tin Phantom mình chắc có rễ rồi nè, bắt đầu đẹp lại thì nó sẽ che bớt những cái vết bị gãy ha. Về có bị gãy những cái này từ từ bung lá ra sẽ đẹp lại thôi, mới về thì nó hư. Mình đi thì cắm một kia
đôi đũa cắm chỗ này. Đây lúc cây crest hoặc là cây cluster mình phải chỉnh dáng cho tụi nó chút xíu cho nó đẹp hơn này. Cắm cây một cái mình thấy cái dáng nó khác gì, xong rồi cắm cho cây này bóp vô luôn. Hai đứa này là đẹp, đẹp đẹp thôi. Cái này chắc Lily phải trim nó đi, lúc phải cắt đi những cái xấu. Green tea chờ lên màu. Yellow Halloween, yellow. Lên màu đẹp quá, tuyệt vời. Teacup 100. Cái này đưa ra nắng rồi sẽ lên màu vàng được hơn. Sunrise. Này là King Halloween. Hôm nay cho tắm mưa đâu đó. Bưng ra mưa một ngày cho tắm mưa. Teacup on the top. This one 150. Nguyên dần trong này Lily không có cho tắm mưa nè. Ngày hôm nay phải tưới nè. Tắt cũng cả hơn 10 ngày không tưới rồi ngày hôm qua. Có rã đất mấy cây ra để ship á, thấy nó khô quá chừng luôn, có cây héo luôn. Tại vì nguyên cái tuần mà mình nghĩ là sắp mưa rồi là mình không nên tưới nữa, thì sau khi mưa xong á thì mình mới tưới lại nha. Tại vì khi mà tưới nó giữ nước lâu lắm, nó không có khô. Cho nên hôm nay là chiều nay Lily phải tưới cho mấy em này, khô lắm luôn à. Này là bên trong cái mái che không có, không có nước. Hai mấy bé này cũng lâu rồi nè, lâu rồi chưa được tắm. Hôm nay Lily sẽ cho mấy em tắm hết. Tắm. À, đẹp tuyệt vời luôn. Đẹp tuyệt vời. Đúng ra là phải cho mấy bé này ra tắm nha, mà bận quá không cho, không bưng ra cho, không bưng ra không dời hết được. Mấy single head mà cho đi tắm mưa cái là đẹp. Đó, đi liền mê lắm. Mình giống. Cây này tự nhiên lên cái đầu crest nè. Bubbles Rose. Cây này là của Lily lâu lắm rồi nè. Chắc có 4-5 năm, từ lúc 5 hoặc 6 năm luôn. Rồi, bây giờ Lily đi tưới nước nha. Tưới nước, tranh thủ tưới khi trời còn sáng. Rồi, chuẩn bị tắm nha mấy em. Mấy em ngoài kia thì được ông trời tắm cho, còn đây Lily tắm cho. Lily tắm cho. Bây giờ mùa lạnh cho nên á, mình tưới lúc nào cũng được hết nha, sáng tưới, trưa tưới, tối tưới thì cũng được hết, nhưng mà tưới ban ngày thì buổi trưa cũng được luôn, tốt luôn nha. Cái này đỏ quá chừng rồi. Đẹp tuyệt vời luôn. La.
tí cho bé siêu đặc biệt của Lily. Siêu đặc biệt lâu lắm rồi mới tí. Này nó sóng ở trên à, không biết bao nhiêu lớp sóng luôn. Đó là đá ma va của Loco. Nó chỉ có va từ mùa hè đến bây giờ bắt đầu chuyển thành màu xanh trở lại. Đó, đá ma va. Cái này của Loco. Đây là một cái chậu để cất dành. Thì mê cái Loco nhưng mà vẫn rất là đẹp. Còn này không có mất va nè. Loco này nó sẽ mất va nha, nó mất va. Nhưng mà bé này nó sẽ không có mất va mà nó nhiều va hơn. Cái này tuyệt vời. Có crystal. Cây hồng gia năm trước đang thui thùi lùi rồi hôm nay rồi. Wow, bắt đầu lên màu trở lại rồi. Ra nắng nữa là lên hồng nè. Wow, tuyệt vời. Nhưng mà Lily bán cây này rồi nha. Đừng có hỏi Lily mua nha. I saw this one already. Wow, wow, wow. Lily còn cây bên trong đó. I still have that one. Will be very nice color later. The shape is so nice. Two more weeks. Wait for two more weeks. Tắm xong là trời cũng tối luôn. Thank you for watching my video today. Cảm ơn mọi người coi video của Lily nha. Hôm nay quay vui một chút thôi. Tối rồi, sắp tối rồi.